Trung Hậu thấy có Á hậu điện ảnh Thư Đình. Xin mời Thư Đình, chúng ta sẽ cùng lên sân khấu để giao lưu với nhau một chút nhé. Và hiện tại Á hậu điện ảnh Thư Đình cũng là một gương mặt người mẫu và người dẫn chương trình của rất là nhiều chương trình của đài truyền hình HTV, đặc biệt là chương trình 60 giây và chuyện trưa 12 giờ tất cả quý vị ạ. Đó. Dạ, một tràng pháo tay cho chị Thư Đình được không ạ? Thư Đình thân mến, với kinh nghiệm làm một biên tập viên, một người dẫn chương trình, thì không biết là Thư Đình có thể chia sẻ một bài cái bí quyết nào để giúp các bạn thí sinh có thể tự tin hơn khi mà bước vào phòng thi trả lời ứng xử sắp tới. Thư Đình thì nãy giờ quan sát thì thấy các bạn đã rất là tự tin với những cái phần trình diễn thời trang của mình. Nhưng mà sắp tới là sẽ đến một phần cam go hơn nữa. Bởi vì Thư Đình nghĩ là cái nét đẹp hình thể thì nhìn ở bên ngoài mình sẽ dễ thấy, đúng không? Còn bây giờ thì các bạn sẽ có cơ hội để thể hiện được cái nét đẹp về ngôn từ và cũng như là trí tuệ của mình. Thì Thư Đình nghĩ là để mà các bạn có thể tự tin và vượt qua được xuất sắc cái vòng thi ứng xử này á, thì điều đầu tiên đó là các bạn phải giữ được sự bình tĩnh. Cũng giống như là hai MC này đúng không? Dạ. Nãy giờ là mình nói rất là hay luôn, Thư Đình thấy là hai bạn dẫn chương trình rất là hay. Thì chắc chắn là đầu tiên là mình phải có sự bình tĩnh. Và sau đó thì mình sẽ phải vận dụng những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm sống của mình và trả lời bằng chính trái tim của mình, thì các bạn sẽ chinh phục được khán giả thôi. Dạ, và chị cũng đã trải qua kinh nghiệm chinh chiến tại rất là nhiều cuộc thi. Vậy chị có bí quyết nào có thể chia sẻ cho các bạn thí sinh làm thế nào để lấy lại được sự bình tĩnh của mình khi mà đứng đối diện với lại rất đông các cổ động viên và ban giám khảo trả lời ứng xử không ạ? Thư Đình có một bí quyết, đó là hãy tưởng tượng như là tất cả ban giám khảo và cũng như khán giả chính là những người thân của mình, những người thân yêu của mình. Và hãy biết được là tất cả mọi người ở đây đang ủng hộ các bạn hết lòng. Và từ đó thì các bạn sẽ có động lực để mà mình có thể tự tin hơn. Cảm ơn chị và chúc cho chị sẽ luôn thành công và được nhiều khán giả đón nhận trong những hoạt động của mình, cả trong làng thời trang và cũng như là trong công việc dẫn chương trình. Cảm ơn Trung Hậu và Phương Nguyên rất nhiều nhé. Xin được cảm ơn Thư Đình rất nhiều.